Cathy mến chào quý vị. 5 phút với Cathy hôm nay mình sẽ làm một món đặc biệt xào. Đó là bún dai xào sò. Và sò thì là hôm nay Cathy đi chợ đã đông lạnh mà rất là ngon. Hai loại kêu là pepper màu vàng và màu cam, cũng giống như là tí xíu nấm nè, nấm giá nè, hẹ cho xanh xanh. Cái này là giống như là bún tàu nhưng mà nó loại nó dày hơn mà không bị bể đó. Dạ. Ok, cái này khoảng chừng là 5-6 phút là xong. Mình cứ để nước trong nước sôi như thế này. Cái này là hẹ đây, Cathy cũng để đây. Đang cho một hồi nó để vào, xào lên cho nó dễ. Rồi, hẹ đây. Và cái món này là thường thường con em mình rất là thích ăn, dễ ăn, nêm nếm bằng nước tương nên là trẻ em thích ăn. Hả? Cathy sẽ cắt cái phần này, cái trắng trắng này mình nhớ mình lấy ra nè, cũng như cái này luôn. Bây giờ mình cũng cắt ra mỏng mỏng dài dài như thế này. Xài 1/4 cup nè. Cái này nước tương. Cathy để vào 1 muỗng canh dầu mè. Tại cái này phải có dầu mè mới ngon. Muỗng cà phê bột tỏi, muỗng cà phê bột hành, hành trắng. Mình quậy ra một hồi nữa. Để vào để xào. Mình chắc nước ra một tí nha. À, đó. Để vào đây. Cái nước này mình cứ để đây một hồi nữa, chừng nào mà nó quá khô quá mình để vào. Mình cứ để qua bên. Rồi. Bây giờ Cathy để vào luôn đây là mấy cái miếng mushroom này. Mình cho nó chín lên một tí xíu. Để lửa cao nhé. Thì để tí xíu cái này vào luôn một muỗng. Muỗng sốt này. Mình cho được chín đều. Yeah. Rồi bây giờ Cathy để vào đây là cái bún dài, để bắt đầu bún dài hút những cái nước ngọt nè. À, quá đẹp luôn. Cái này phần đông là mình xài nước tương. Cho mình 2 muỗng canh nước tương vào đây. Cho 1 muỗng dầu mè thượng hạng vô đây cho nó thơm. Và đây là mè rang rồi, mình để vào. Sò ngọt, giòn giòn, mềm mềm. Bây giờ mình phải lấy một cái dĩa ra để mình ăn. Ok, rồi để vào mấy con sò đâu rồi đây. Cathy biết cái món này là quý vị sẽ rất là thích đó. Ăn vào buổi trưa cũng ngon, buổi chiều ăn với gia đình cũng tuyệt vời nữa. Kể như là xong quý vị ơi. Cathy mong quý vị có một ngày rất là vui vẻ với gia đình và bạn bè. Hẹn gặp kỳ sau nha, mình sẽ làm một món ngon nữa. Ừ.